Mình phải tính toán xem nó có phù hợp với hình ảnh của mình không, nó phù hợp với thông điệp của mình không, nó có phù hợp với data xu hướng khán giả bây giờ họ yêu thích không, rồi là cái dòng nhạc này ra vào cái thời điểm này nó có buồn quá không, hay nó có vui quá không, hay nó có đụng World Cup hay là các hiện trường thực tế không. Tính luôn đụng World Cup nữa hả? Lúc đầu em định giả vờ không biết, tại vì các anh chị biên tập bảo với em là giả vờ không biết để lên giao lưu cho nó dễ thương. Đừng ai dại dột mà kể nghe một bí mật gì trong cuộc đời. Và em nó sẽ ra nó eo ôi không có cố ý mà giấu đâu, nhưng mà anh Thành cứ nói với em như thế này thì thôi chết. Ôi dồi ôi. Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Có snack khoai tây Lay cho Tết siêu đoàn tụ, cùng Lay chung vui. Tết là vui chung. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Với anh thì anh cảm thấy là chữ đời á, nó là một cái trạng thái tinh khôi nhất của cái vấn đề khi nó đến với mình. Có nghĩa là mình sẽ luôn luôn freedom để mình đón nhận nó dù nó ở trạng thái tốt hay xấu. Bích Phương, em thấy cái yếu tố đời nó có quan trọng lắm không trong tác phẩm của em hay là trong sự nghiệp của em? Em nghĩ là em có một năm dừng lại vì là em có cảm giác như những cái tác phẩm của mình nó không còn nhiều chữ đời ở trong đấy lắm. Cái lúc mà em mới đi hát là mọi thứ nó ngây thơ lắm. Nó chỉ là tôi thích cái bài hát này và tôi sẽ cố gắng tôi hát nó thật hay để cho nó đến được với mọi người ở dưới cái hình dáng, cái âm thanh hay nhất. Chứ còn khi mà em đã làm cái công việc này lâu, khi mà mình đã bắt đầu có những thứ để mất rồi, thì khi mà mình ra một sản phẩm âm nhạc mình không được ngây thơ như thế nữa. Mình phải tính toán xem nó có phù hợp với hình ảnh của mình không, nó phù hợp với thông điệp của mình không, nó có phù hợp với data xu hướng khán giả bây giờ họ yêu thích không, rồi là cái dòng nhạc này ra vào cái thời điểm này nó có buồn quá không, hay nó có vui quá không, hay nó có đụng World Cup hay là các hiện trường thực tế không. Tính luôn đụng World Cup nữa hả? Không, ý là em ví dụ thôi. Khi mà mình tính toán và mình nghĩ đến chuyện là nó có hit hay không, nó có gây sức ảnh hưởng hay không, thì tự nhiên mình cảm giác như mình cũng không còn nhiều cảm xúc nữa. Đấy. Khi mà em quyết định là em dừng lại thì em nghĩ là để em quan sát lại, để em xem cái lúc bắt đầu em như nào mà em lại yêu thích những thứ em làm ra. Nhưng anh nói thật là bây giờ cuối cùng là em sẽ theo cái chủ nghĩa nào, là em vẫn sẽ muốn quay về với cái mà em muốn làm nhất, hay là em quay về cái mà người ta muốn em làm nhất? Em nghĩ là em sẽ quay về với cái em muốn làm nhất đấy. Tại vì là những cái sản phẩm mà mình có sự tính toán ở trong đấy, ok, nó sẽ có những cái thành công nhất định. Tuy nhiên là mình có hạnh phúc với nó hay không thì em cũng không chắc cái cảm giác đấy lắm. Đôi khi mọi thứ nó hơi bị lẫn lộn vào nhau ấy. Không, anh đồng ý nha. Nhưng mà khi mà em đã chọn là em sẽ làm những cái thứ mà em tìm về cái cảm giác cái lúc mình ngây thơ ấy, để mình làm những cái đấy, thì có thể là sản phẩm nó không thành công như những cái sản phẩm có nhiều sự tính toán. Tuy nhiên là mình sẽ hạnh phúc hơn khi mình làm nó. Với một người mà đã làm nghề 10 năm như em và đã bắt đầu có cảm giác như hơi chai sạn, thì mình cần phải tìm về cái đấy trước khi mình tiếp tục những bước đi tính toán. Em nghĩ vậy. Em cũng là một ca sĩ. Xong rồi. Một năm qua không ra sản phẩm. Một năm qua chia sẻ mọi người là em bị tắc. Em có cảm giác như là mình cần phải review lại mọi thứ và mình không nên miễn cưỡng khi mà mình cảm thấy bản thân không sẵn sàng. Cho nên là em đã dành thời gian soi xét chính mình để xem là mình sẽ muốn làm cái gì tiếp theo. Như ngày hôm nay ngồi ở đây cùng với hai người nghe, hai người chia sẻ thì cảm thấy rất là ấm lòng và cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Cũng muốn đường như hai người sẽ ra rất là nhiều sản phẩm vào trong năm tới. Xong rồi anh chị em nghệ sĩ vui vẻ với nhau. Đó, cái dạo nghe rất là Bích Phương anh ạ. Thực ra thì trong suốt nhiều năm Phương đã cống hiến rất là nhiều. Chính vì bọn mình đều nhìn thấy nhau à. Cho nên là cái sự nghỉ ngơi là rất bình thường. Sau lần nghỉ ngơi này thì chị tin chắc rằng em sẽ có những cái điều mà em thực sự khao khát muốn làm. Em cảm ơn chị. Trời, cảm động. Trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhá. Em đã cai thuốc chưa? Ôi, mày đến lâu lắm à, lâu rồi. Lắm rồi à? Thôi, thôi mình không sẽ bỏ. Nháp đi, mình thành người sẽ nháp nháp mới nhá. Và ok là thế bây giờ mình nói về thật thì chúng tôi đã lựa chọn một cái người không thể thật hơn để thực hiện chương thật này cùng với tôi. Vâng, thưa quý vị, ca sĩ Bích Phương. Cảm ơn anh Trần Thành. Em vẫn luôn mặc định mình là một người sống rất là thật. Anh không từ chối điều đấy. Em còn mặc định mình là một người rất là tích cực, luôn luôn vui tươi. Nhưng mà trong một cái năm mà em tạm đóng băng mọi thứ thì em nhận ra là một người tích cực không có nghĩa là phải luôn luôn vui tươi. Tức là cũng phải có những cái khoảnh khắc tiêu cực và mình cảm nhận, chứ mình không đánh giá cái cảm xúc đấy. Gọi là trầm mặc thôi chứ chưa đến lúc tiêu cực đúng không? Từ
Tức là em có cảm giác như là trước đây thì em sẽ đánh giá bản thân, em sẽ bảo là tôi người tích cực, tôi sẽ không có những cảm xúc này, đây không phải là tôi. Nhưng mà cái năm mà em đóng băng mọi hoạt động của mình thì em bắt đầu nhìn nhận những cái cảm xúc đấy. Và em nghĩ là bất kỳ cảm xúc nào nó cũng là bản thân mình, và mình không cố gắng để trở nên tích cực một cách độc hại. Trước đây là em có cảm giác như em hơi tích cực độc hại. Tích cực một cách công thức. Đúng rồi, tôi tích cực thì tôi phải như này, tôi phải cười tươi nhá, tôi nói chuyện buồn cười, rồi tôi luôn luôn lạc quan trong mọi tình huống. Nhưng mà có những cái tình huống em thấy là mình không thể nào mà lạc quan nổi thì mình cũng nên bi quan đi. Bi quan đi. Chứ mình đừng nên cố lạc quan quá, nó không khổ ấy. Nó không thật đúng không? Có những lúc mà em cố lạc quan xong em thấy nó khổ tâm lắm. Em bảo là thôi mình phải chiều chuộng cảm xúc của mình một tí và mình nhìn nhận nó. Được phép khổ. Vâng, cái khổ cũng không có nghĩa là sai. Nó là một trong số những cảm xúc để tạo nên bản thân mình. Và em cố gắng không làm một người tích cực độc hại nữa, em làm một người tích cực bình thường. Bình thường. Dễ thương đúng không? Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, qua cái cách nói chuyện của Bích Phương, từ nãy quý vị ở dưới có cười, mặc dù em nó chia sẻ một cái chuyện rất là chân thành. Vì sao quý vị cười ạ? Vì nó thật. Và không cố tình để chọc quý vị cười. Thưa quý vị, bây giờ mình nói về chữ thật. Như thế nào gọi là thật? Cái sự thật không phải cái nước nằm trước mặt mình để nó gọi là sự thật. Cái thật nó là cái đầu tiên xuất phát trước thị giác của mình. Và nó là cái cảm xúc nguyên sơ nhất mà chúng ta cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng cái đầu. Thí dụ quý vị ngày hôm nay yêu thích Bích Phương với cái cách nói này, cái tự nhiên một ngày nào đó có một người mời Bích Phương làm MC thiệt, tự nhiên người ta lại trách Bích Phương, trời ơi, nó cứ vẫn như vậy hoài, nó này chắc chắn diện. Đó là vì lúc đó cái não bộ quý vị đã can thiệp vào cái chuyện là người ta có thật hay không. Đừng có ai nói với tôi cái câu rằng khi mình thay đổi mình không còn thật nữa, mình không còn là mình nữa. Không hề. Quý vị vẫn sẽ là quý vị thôi, nhưng ở một phiên bản tốt hơn, nơi chúng ta hiểu mình phải làm cái gì đó. Bích Phương có thể sẽ như thế mãi nếu mà Bích Phương không cho rằng cái điều này có vấn đề. Vâng, đúng ạ. Và nếu quý vị yêu cái điều này thì cái điều này nó đang tồn tại, hiện hữu. Nó là cái lần đầu tiên quý vị được tiếp xúc với cái vấn đề này. Quý vị yêu Bích Phương vì sự đáng yêu đó thì nó là như thế. Dịu dàng quá, dễ thương quá. Phương ngày xưa lúc em còn đi học em có nghe Hữu hát em không? Em có. Hồi xưa đi học là em rất thích nghe các ca khúc của chị và nhóm HAT, em hát theo suốt. Taxi hãy đưa tôi đến nơi đâu không còn buồn là em suốt em hát vậy đấy chị ạ. Mặc dù hồi đấy em chỉ đi xe đạp thôi, không có tiền đi taxi. Khi mà em xem chương trình em cũng rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là chị ấy có một giọng hát nghe rất là dày dặn, rất là nội lực luôn ý. Và hát những ca khúc mà có sự kịch tính ở trong đấy luôn. Trong khi hồi xưa ở trong nhóm HAT thì em vẫn luôn biết là chị là một người mà kiểu dạng như là rất là nhỏ nhẹ, cô gái Trung Hoa ấy. Baby voice. Cho nên là qua chương trình em cũng được nhìn thấy những cái khía cạnh rất là khác của chị. Đến cái bài hát ngày hôm nay thì em thấy cũng là một bài hát rất là hay, xong rồi vừa là một bài hát tâm trạng nhưng mà xong có những đoạn cao trào kịch tính, nốt cao rất là hoành tráng. Bích Phương có biết bài hát này là của ai sáng tác không? Lúc đầu em định giả vờ không biết, tại vì các anh chị biên tập bảo với em là giả vờ không biết để lên giao lưu cho nó dễ thương. Đừng ai dại dột mà kể nghe một bí mật gì trong cuộc đời. Và em nó sẽ ra nó eo ui, không có cố ý mà giấu đâu, nhưng mà anh Thành cứ nói với em như thế này thì thôi chết. Ôi rồi ôi. Đừng ai dại dột mà báo cát xê cho Phương nó biết là ngày mai cả sâu biết thật sự luôn. Nhưng mà có một điều chưa ai biết luôn, kể cả bé Phương cũng chưa biết luôn, đó là... Là sao hả chị? Đây chỉ là một cái ca khúc của Thành sáng tác thôi, còn vâng, rất nhiều bài hát khác nữa mà của Thành sáng tác. Wow. Đừng có báo trước rồi lỡ tôi thôi, thấu đuôi nở bài chết tôi. Anh ơi, em lỡ không tỏ ra bất ngờ được rồi thì cho em xin được phỏng vấn anh câu khác. À có anh nữa à? Em phỏng vấn anh à? Thì em phải nói chuyện một tí cho nó giao lưu vì em đến đây là để nói chuyện mà. Ừ, chuyên nghiệp đây. Ok, mời em. Thì em thường thấy mọi người nói là phải lấy tư liệu từ những cái đau khổ ở trong đời sống ra để viết ra một ca khúc. Nó phải đến từ cảm xúc. Thì bài đấy em thấy nó rất là đau khổ quằn quại, trong khi anh lại là một người mà vui tươi trong cuộc sống. Thì em muốn hỏi là anh lấy tư liệu từ đâu ra để sáng tác những ca khúc đau khổ như thế ạ? À hi hi, cảm ơn câu hỏi của Phương nha. Thật ra cái câu hỏi này hay đó. Quý vị ơi, quý vị thấy Thành là một người sống rất là tích cực nha. Quý vị thấy mình là Thành cry vậy thôi, chứ tôi không có dễ khóc trong cuộc sống đâu. Tôi chỉ khóc cho chuyện của người khác thôi. Tôi đồng cảm với ai thì tôi khóc vì cái cảm xúc của tôi dành cho cái câu chuyện của họ. Thường tôi gặp chuyện buồn tôi không có khóc. Tôi là một người biết đón nhận mọi thứ đến với mình một cách tự do. Nói thẳng quý vị, cái bài này tôi viết trong lúc tôi rất hạnh phúc. Em cảm giác như là anh phải khổ lắm ấy. Tôi hiểu là ngày hôm nay Hứa Kim Tuyền ngồi đây là một định mệnh, cho nên Hứa Kim Tuyền sẽ tặng tôi một bài trong phim sau của tôi. Tôi nghĩ đó là một định mệnh, đó là một cách sống tích cực. Và em cũng sẽ tặng cho chị Hà Trần một bài chứ.
Em sure. Ông găm slot này đấy, ông đúng là đạo diễn điện ảnh đó, ông rất là găm. Ông phải theo slot nhá. Dẫn muốn hỏi là vô đúng cái chỗ đấy, đó luôn. Đấy. Tôi chỉ đang làm công việc dẫn chương trình của mình thôi. Xin cảm ơn quý vị. Đó là những lời nói rất thật trong chương thật này ạ. À. Thôi thế thì ở đây đủ mâm mỗi người một bài thì cho chị theo nốt. Em phải tranh thủ ngay. Tranh thủ nhá. Ừ, thế là đủ mâm. Em thích chị Phương lắm. Chị cảm ơn em, chị cũng thích em lắm. Chị thích một được. Đấy chị cứ nói đại thế thôi. Ok. Thật ra màu gì chị cũng thích. Xin xỏ rồi đúng không? Vâng, xong rồi. Quay lại chương trình đi. Dạ. Chương trình kiểu như hơi gieo duyên một tí ấy. Tức là ví dụ như em với chị Hà đi, là em nghĩ chị là một ca sĩ diva. Ví dụ mà em vô tình gặp chị ở ngoài, em sẽ rất là ngại ngùng xấu hổ, em sẽ kiểu không dám nói chuyện ấy. Nhưng mà tại vì em xem The Mask Singer xong, em có cơ hội để em biết thêm về chị, giống như là chương trình cho cái chân dung của người nghệ sĩ rõ hơn, thì tự nhiên em lại có cảm giác như là em không ngại khi mà tiếp xúc với chị nữa. Em thấy sau chị rồi rất mình là còn gần... đi diễn với nhau mấy buổi nữa thôi. Đấy. Thì em thấy chương trình đã cho khán giả có cơ hội được đến gần hơn với những nghệ sĩ, ví dụ như nghệ sĩ diva như chị. Em nghĩ là kiểu mời được chị cũng kinh khủng khiếp mà. Mà cả chương trình mười mấy nghệ sĩ, em thấy cũng toàn nghệ sĩ rất là kinh khủng khiếp. Kiểu ở trong mấy cái chuyện ngôn tình Trung Quốc mà có cái chữ gì nhỉ? Bá đạo. Em thấy chương trình là một chương trình rất bá đạo, thật sự. Em thấy rất tuyệt vời. Lâu lắm em mới được xem một chương trình hay và cảm xúc nhiều như thế. Nên là em lòng vòng dài để em cũng muốn dưới tư cách một người khán giả muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình The Masked Singer. Các anh chị em ở trong ekip đã tạo ra một chương trình rất là tuyệt vời cùng với các nghệ sĩ. Kiểu dạng như là em là khán giả thì em cảm thấy rất là sướng khi được xem những chương trình như thế. Và rất là hy vọng rằng là trong những cái mùa tiếp theo thì bọn em có lại được em xem tiếp. Em ngại quá. À, chắc là mời Mai Nắng lại sân khấu để cùng chia sẻ với mọi người một chút nhé. Chắc anh nghĩ là Phương lúc nãy nhiều cảm xúc đấy, anh Dường em hỏi trước đấy. Thật ra thì là em đã đăng ký học lớp thanh nhạc của cô Mai. Ai? Từ trước khi mà em biết là cô tham gia vào chương trình The Masked Singer luôn. Và thật ra là hai cô trò cũng chỉ có một vài buổi nói chuyện với nhau thôi, chứ em cũng chưa được chính thức học buổi nào. Nhưng mà em rất là háo hức và chưa được một lần nào nghe cô hát live cả. Em đóng tiền chưa? Em đóng rồi ạ. Đóng rồi ạ. Ừ, phải hỏi cái đấy. Nhiều khi chưa đóng tiền thì không được học thôi. Không, nhưng mà đóng tiền là lớp học của cô Mai cũng rất là hay, là cô không lấy tiền học phí của bọn em mà là em sẽ đóng tiền học phí để lo cho một bạn bệnh nhân ung thư. Ok. Mỗi học sinh sẽ lo cho một bạn, nên là ok, ok. Rất là ý nghĩa. Vâng, và ngày hôm nay em thấy rất là vui và xúc động khi lần đầu tiên được nghe cô hát live ở trên sân khấu, rất là hay, cô ấy hay lắm. Thế là đã hỏi chưa? Em nói tâm sinh tướng là hoàn toàn đúng nha. Dạ, yeah. Và các anh chị ngồi đây đều là minh chứng cho việc đó ạ. À. Việc đó, em thấy em có đẹp hơn. Em thấy em có thấy. Cái đẹp là cái cảm quan của mỗi một con người khi chúng ta tiếp nhận một cái vấn đề nào đó. Nó không chỉ là cách mà chúng ta nhìn nó đẹp, đó là cái cách chúng ta suy nghĩ đẹp. Anh nhìn Phương, anh thấy ở Phương đẹp. Nói vậy mấy em cảm ơn anh. Đúng không? Vâng, hôm nay được khen xinh gái sướng quá. Mà em tin đúng không? Em tin. Đấy. Anh thấy em là một cái người là rất là theo đuổi cái đẹp cho Phương nhá. Em thích đẹp mà. Em có bị áp lực không trong cái việc mà mình phải hướng đến cái đẹp thật sự luôn ấy? Em cũng áp lực nhưng mà em cũng thích nữa. Phụ nữ thì ai cũng sẽ muốn mình được tự tin hơn. Và cái phương pháp mà để cho mình tự tin, em nghĩ là ai cũng nghĩ đến đầu tiên, đấy là chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho sắc đẹp, chăm sóc cho sức khỏe của mình. Thế bây giờ mình câu hỏi mình đặt là tại sao mình phải đẹp nhỉ? Để mình bạn mình thấy mình đẹp thôi. Vui chứ. Mình đẹp vì mình ạ. Để mình tự tin hơn. Mình nhìn vào gương mình thấy mình đẹp là mình thấy vui cả ngày đó rồi ạ. Em nghĩ là phụ nữ sẽ muốn mình đẹp hơn ở chính trong mắt các chị em khác nhiều hơn là trong mắt đàn ông đấy. Em thấy đàn ông cũng không biết nhiều về tận hưởng vẻ đẹp của mình. Ừ đúng. Có, tôi có. Không, you're right. Không đừng nói vậy, tội nghiệp, tôi có ghi nhận. Em biết anh là người duy mỹ nhưng mà anh không đại diện cho số đông. Rất nhiều người đàn ông giống như phụ nữ thay đổi một cái gì ấy, về đâu có biết đâu. Nhưng mà bản thân sẽ biết, bản thân là con gái chắc chắn. Và mình happy vì cái chuyện đấy là quan trọng hơn chứ. Em thấy mấy anh con trai các hay bảo là phụ nữ cô làm gì ở ngoài tiệm tóc 6 tiếng đồng hồ đi về tôi vẫn thấy không khác gì, trong khi bọn em rất khác luôn ấy. Không khác chứ. Anh không biết mấy người đàn ông nó đến từ xứ sở nào, nhưng mà anh nói thiệt, khi vợ anh cắt cái móng tay anh cũng thấy nè em. Đấy là anh từ xứ sở khác rồi. Sống 23 mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết trên VRV Channel, V giải trí, V dramas.